Kiểu tướng Đức cầu ngang kinh khủng luôn. Tiếp. Nhìn nó già vậy. Cậu ngoài chắc bia rượu nhiều. Vẫn thủ lên được, cổ tay Ngọc Triệu quá khỏe. Ngọc Triệu thủ quá kinh luôn. Mỗi tội hơi béo rồi. Ngọc Triệu không chết được. Rồi. Điểm 5 đều. Đẳng cấp. Hay quá. Ngon rồi. Ok, chào mừng tất cả mọi người đến với trận chung kết giải cầu lông Cúp truyền hình Thái Bình năm 2019. Phía gần màn hình cặp đôi Ngô Tú và Ngọc Triệu đánh cho đơn vị câu lạc bộ Đức Long. Phía xa màn hình cặp đôi Tuấn Đức Hồng Nam đánh cho Sở Xây dựng Thái Bình. Trận đấu thứ nhất điểm 5-4. Ngô Xuân Tú giao cầu. Ngọc Triệu xoay người thủ vẫn rất kinh. Bom. Rất bình tĩnh. Còn có gì đâu. Đợt cầu rất tốt từ Hồng Nam. Điểm 5 đều. Đẳng cấp. Hay quá. Ngon rồi. Thức nào. 6-5. Bên này mệt rồi. Bên này sau trận bán kết mệt rồi. Tú tuyển Thái Bình em ơi. Xem lần nào không cầu lỗi trước nhá. Các vận động viên đang dạo cầu. Không chết được. Cầu chuyên nghiệp tưởng giết cầu phong trào dễ à. Quá. Thấy và vào đi xem nha. Ăn rồi. Cố lên. Khán giả cổ vũ cho đôi phong trào đi nào. Bắt được. Triệu cổ tay khỏe thật. Không quá lười mất rồi. Nhanh ơi. Cứ lên. Tất cả các khán đài đều chật kín luôn. Bình thường. Tưởng gì đập tiếp đi. Có gì đâu. Vẫn thủ được. Non rồi. Hay quá nhá. 81.
bắt cầu trượt từ vẫn đánh giá Tuấn Đức đẳng cấp, có thể ngang quốc tế. Đây không phải giải chuyên nghiệp nhá. Làm gì vào lý tưởng này. Đập tiếp đi, gặp Triệu vẫn thủ bình thường. Thêm ván nữa, nhà còn sức mà. Các cầu ngoài xa nhiều quá. Bỏ sàng. Ông cầm bạch tăng mấy thôi chứ còn đấm gì nữa chứ. Đây cầm súng. Ngọc Triệu đây, Ngọc Triệu đập nơi này đi sang năm. Năm gạch. Rình rình, bỏ nhà vật ơi. Tuấn Đức chơi Yonex, át chốc, nhưng mà không biết cây át chốc gì. Nó chơi 88D mà cổ tay nó vẫn vẩy kinh thật. Thủ Triệu thủ hay đấy nhở. Ngoài mất rồi. Ngoài sân. Cố đánh là hay đấy. Mỗi tội là giải kết thúc buổi sáng ngày hôm nay. Tuấn Đức đánh hay thật, vẫn còn, hay quá nhờ. Một pha thủ cầu khá xuất sắc của Ngô Tú. Tuấn Đức đập nặng thật, trận bán kết nay còn đâu sức nữa. Mà sung với cả là kiểu như còn nguyên thì may ra. May ra được phép. Ăn chưa? Thủ rơi. Thủ đi. 12-20 càng ra càng chị Hoàng Hôn tím vào. Còn ngoài sân, trận đấu thứ nhất, trận chung kết đôi nam giải cầu lông quốc tế Thái Bình. Chiến thắng 21-12 cho cặp đôi Tuấn Đức Hồng Nam đại diện cho đơn vị Sở Xây dựng Thái Bình. Hello Phan Cứng Ba Su, xin chào anh Phan Cứng Ba Su, chúng ta đến xem đấu thứ hai. Điểm không đều, Hồng Nam giao cầu. Rồi, vẫn lên kìa. Rồi, cầu dính người. Mắc cứ phải từ. Ép cầu mắc lưới từ Tuấn Đức. Không phải chuyên nghiệp không đâu mà là cặp đôi số 1 Việt Nam thôi luôn đấy các bạn. Lực bắn lưới hay thế nhỉ? Tuấn Đức đập quá căng. Đúng không chứ? Bật cao đánh đập về cắm anh ạ. Bật cao đập nó siết khó đoán. Anh em nào muốn đánh cầu ai trước tiên về tập bật nhá. Vẫn còn. Wow. Đồng Nam nói chung là đánh cầu nếu mà nhìn nó già vậy. Trong ngoài chắc bia rượu nhiều. Vẫn thủ lên được, cổ tay Ngọc Triệu quá khỏe. Ngọc Triệu thủ quá kinh luôn. Mỗi tội hơi béo rồi. Ngọc Triệu không chết được. Rồi. Điểm 84. Cho Triệu đập thì sang năm. Ngoài sân.
non rồi. Ui. Đấy nhá. Tuấn Đức nó đẳng cấp khác rồi. Không qua lưới, 61 lắm. Cho cặp đôi áo cam. Tuấn Đức cầu ngang kinh khủng luôn. Tiếp. Vẫn lên. Viên giải này như kiểu gọi các vận động viên về đánh ấy mà anh. Đồ lỗi không? Ai à? Vâng, cố gắng hả vâng? Tắt rồi. Tắt rồi. À. Không, chắc chắn là nó chùm một điểm thôi. Vâng, vâng. Tốt, 16. Cái kia nó hơn mà. Cái kia nó cam hơn. Vâng ạ. Trong sân. Vâng. Giày đen này hả? Trắng hơn hả? Này, nhìn động tác ông ấy, Em nhìn động tác ông ấy chuyên nghiệp nhất ở đây. Giải nhất thuộc về Phát Thắng của công ty An Thái, giải nhì Tiến Thanh của thành phố Thái Bình, đồng giải ba Nhân Thượng Sở Giáo dục Đào tạo Nghĩa Hoàng phường Phú Đức Long, ở nội dung đôi nữ nhất Hồng Khánh của công ty An Thái, nhì Hoài Thúy công ty An Thái và Tuyết Lan cô bạn cả nước. Lễ bế mạc trao giải thưởng giải lâu chạy quốc qua thành phố. Ngoài sân vẫn chưa hết. Anh chỉ vào ngoài luôn. Đội nữ không đánh không? Ok, pha cầu kết thúc. 21-12 cho cặp đôi số 1 Việt Nam Tuấn Đức Hồng Nam. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ những live stream của Hùng. Hẹn mọi người tại các trận đấu của các giải đấu khác. Xin chào và hẹn gặp lại.